Khi mà chúng ta thấy các bạn của mình đi nhận lớp, nhưng mà cái lớp của mình đó, ngày mai mình mới đi, thì mình cảm thấy rất là háo, rất là hồi hộp. Mình muốn bộc lộ cái cảm xúc đó bằng tiếng Hàn, thì mình phải làm như thế nào? Thì hôm nay các em sẽ vào bài số 9. 국화 이번 축제 때 꼭 오세요. 이번 축제 때 꼭 오세요. 1. 신나요. 신나요. 2. 우울해요. 우울해요. 3. 심심해요. 심심해요. 4. 떨려요. 떨려요. 5. 설레요. 설레요. 6. 아쉬워요. 아쉬워요. 7. 화가 나요. 화가 나요. 8. 스트레스를 받아요. 스트레스를 받아요. 다시 듣고 따라해 보세요. Xong, các bạn thấy tiếng Hàn dễ không? Chỉ cần là chúng ta dành thời gian chúng ta học từ vựng kết hợp với các ngữ pháp, ngữ cảnh là các bạn sẽ nói được.